trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin lỗi về những lùm xùm về suất ăn trong khóa học giáo dục quốc phòng. Quảng Ninh khởi tố 7 bị can thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Đăng ký giải chạy trên mạng cho con, người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải việc bốc tham môn thi thứ 3 vào lớp 10. xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến việc sinh viên liên tục phát hiện dị vật trong suất ăn của trường, mới đây đại diện trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ban lãnh đạo đã kiểm tra công tác tổ chức ăn nghỉ tập trung của tân sinh viên đang học quốc phòng, đồng thời họp các bên liên quan để làm rõ thông tin. Trung bình mỗi ngày, nhà ăn của khoa giáo dục quốc phòng và an ninh phục vụ khoảng gần 2.000 suất ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng với mức giá 85.000 đồng một ngày cho ba bữa. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số phản ánh là đúng sự thật. Đơn vị cung cấp suất ăn tại nhà ăn A15 của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, chưa có ca ngộ độc thức ăn nào, nhân viên mới không nắm được quy định, đại diện trường thông tin. Nhà trường cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời trường sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý triệt để việc sinh viên phản ánh. Đại học Bách khoa Hà Nội đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, chuyển sang đơn vị khác đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vị đại diện cũng nhấn mạnh Chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Trước đó, nhiều sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội phản ánh về chất lượng bữa ăn trong hai tuần học giáo dục quốc phòng không đảm bảo. Các sinh viên nói nhiều lần phát hiện ra dị vật như rán trong thức ăn. Ngoài ra, các sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống cho biết được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau. Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi rồi lại chia vào phần ăn mới. Sinh viên cũng nhiều lần phản ánh phát hiện dị vật trong đồ ăn hay phải ăn trứng thối. Kèm đó là một số đoạn video do sinh viên tự quay làm minh chứng. Theo quy định, sinh viên năm nhất của trường đều phải học giáo dục quốc phòng và an ninh. Mức chi phí ăn ở tập trung trong vòng 2 tuần là hơn 1,6 triệu đồng một sinh viên. Trong khi đa số trường ở Hà Nội phải đưa sinh viên lên trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh ở Xuân Hòa, Vĩnh Phúc hoặc Hòa Lạc, Đại học Bách khoa Hà Nội đủ điều kiện tổ chức môn này tại khuôn viên trường từ năm 2022. Nhiều sinh viên bức xúc về việc làm của bếp ăn Đại học Bách khoa Hà Nội. Tại họp báo chính phủ chiều 7 tháng 10, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay, thời gian qua Kỳ thi vào lớp 10 do các địa phương chủ động về số môn, thời lượng đề thi. Bộ nhận thấy đa số tỉnh thành chọn thi 3 môn, khoảng 3 đến 4 địa phương thi 2 môn. Thời gian thi từng môn không giống nhau, nơi 120 phút, nơi 60 đến 90 phút. Việc các địa phương tự quyết định số môn thi vào lớp 10 như các năm trước không đồng nhất, trăm hoa đua nở, tạo ra bất cập trong việc kiểm tra, đánh giá việc dạy và học. Do đó bộ dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông mới nhằm đưa ra một số tiêu chí khung cho cả nước. Theo dự thảo, kỳ thi vào lớp 10 công lập diễn ra với 3 môn, trong đó hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Môn thứ ba sẽ bốc thăm một trong số những môn được đánh giá bằng điểm số, ngoại ngữ, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học. Môn thi được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Theo ông Thưởng, để địa phương tự chọn, việc này có thể ảnh hưởng bởi ý chí chủ quan của người đứng đầu gây ra nhiều hệ lụy, còn nếu chọn một môn cố định, Bộ Giáo dục và Đào tạo lo tình trạng học tủ, học lệch. Thứ trưởng nói, Bộ đang nghiên cứu các hình thức để chọn môn thứ ba, có thể quy định không cố định một môn. Năm nay thi xã hội, năm sau thi tự nhiên. Sau nữa môn khác, hoặc có thể bốc thăm ngẫu nhiên như dự thảo nêu. Cũng theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi lớp 10 được xây dựng trên 3 nguyên tắc cốt lõi. Một là không gây áp lực tốn kém, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và xã hội. Hai là hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu của chương trình mới về phẩm chất, năng lực học sinh. Ba là phương thức tuyển sinh phải gắn kết được với quá trình kiểm tra đánh giá trên lớp. Điều này nghĩa là môn nào nằm trong chương trình được đánh giá cho điểm thì hoàn toàn có thể được sử dụng để kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi. Mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Ba người bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Trung, sinh năm 1982, trưởng phòng Quan trắc và Môi trường, Trần Lê Tuấn, sinh năm 1985, Phó trưởng phòng hành chính, Nguyễn Ngọc Biển, sinh năm 1986, trưởng phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động. Bốn người bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Vũ Thị Thu Hương, sinh năm 1991, nhân viên phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động, Nguyễn Thành Hưng, sinh năm 1985, Đoàn Hải Sơn, sinh năm 1982, chú phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long và Trần Hoàng Nam, sinh năm 1994 ở phường Hồng Hà cũng là viên chức phòng quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động. Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động tại Quảng Ninh theo quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2018 đến năm 2023, Bùi Văn Trung, Trần Lê Tuấn, Nguyễn Ngọc Biển, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Thành Hưng, Đoàn Hải Sơn, Trần Hoàng Nam lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động làm trái công vụ, lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan chắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách nhà nước. Bước đầu, các bị can tự nguyện giao nộp số tiền 1,686 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả từ hành vi sai phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng theo quy định. Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức làm nhiệm vụ đăng ký giải trại cho trẻ em. Cụ thể, chị T, chú tại Hà Nội, truy cập trang quảng cáo trên trang Facebook Kids Run Marathon về giải chạy cho các bạn nhỏ từ 4 đến 15 tuổi và gia đình. Trang Facebook này thường xuyên đăng tải bài viết về cơ cấu giải thưởng cuộc thi với nội dung toàn bộ chi phí quà tặng cho vận động viên xuất sắc sẽ được sử dụng để thêm vào chi phí cho chuyến từ thiện sau khi giải chạy kết thúc là giải chạy vì đồng bào, chạy vì rừng xanh. Thấy đây là sân chơi hay, bổ ích cho con, chị T đã nhắn tin đăng ký tham gia và được ban tổ chức yêu cầu tham gia hoạt động khảo sát cho phụ huynh thì sẽ được tham gia xét duyệt chính thức vào nhóm hoạt động chung của phụ huynh để giao lưu, trao đổi. Khi vào nhóm, chị được một phụ huynh nhờ thực hiện nhiệm vụ để giúp các nhà tài trợ giải chạy, đẩy lượt bán sản phẩm. Sau hai lần chuyển khoản với số tiền 850.000 đồng và 3 triệu đồng, chị nhận lại được đủ số tiền Tuy nhiên, ở các mức tiền cao hơn thì chị T không nhận lại được và được các phụ huynh trong nhóm nhắn tin hỏi và trao đổi cũng không nhận lại được tiền, nhưng sau khi thực hiện thêm nhiệm vụ thì được nhận lại đủ số tiền của cả hai lần. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị T yêu cầu các phụ huynh kia gửi ảnh căn cước. Do thấy ảnh căn cước đáng tin cậy, chị tiếp tục chuyển 7 lần với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Lúc này chị không rút được tiền nên mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần thận trọng khi tham gia mạng xã hội, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào và bất kỳ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa Cầu cho biết, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vừa phát đi thông báo 6 trận động đất liên tiếp chỉ trong chưa đầy 1 giờ. Các trận động đất này xảy ra ở huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, nối dài vào những trận động đất liên tiếp trong những ngày qua tại đây. Trận động đất đầu tiên trong ngày 7 tháng 10 xảy ra lúc 0 giờ 45 phút với độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 2.9. Trận động đất thứ hai xảy ra lúc 1 giờ 19 phút, độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn Trận thứ ba xảy ra lúc 1 giờ 37 phút với độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 3.2. Trận động đất thứ tư xảy ra lúc 1 giờ 37 phút với độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 3.1. Trận động đất thứ năm xảy ra lúc 1 giờ 38 phút, độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 2.7. Trận động đất thứ sáu xảy ra lúc 1 giờ 39 phút, độ sâu khoảng 8,1 km, độ lớn 2.6. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Gần đây nhất, ngày 5 tháng 10, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu đo được trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Sau đó hơn một phút, một trận động đất khác có độ lớn 3,5 độ Richter cũng xảy ra, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 17 giờ 32 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 8,1 km tiếp tục xảy ra. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, thời gian gần đây ở Việt Nam có những hoạt động xảy ra động đất kích thích do hiện tượng tích nước ở các hồ chứa ở Con Tum. Trước đó, trong ngày 28 tháng 7, tại địa bàn huyện Con Plong xảy ra trận động đất với độ lớn 5 độ Richter, rủi ro thiên tai cấp độ 2. Đây là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực. Trận động đất này đã làm một số trụ sở cơ quan đơn vị và nhà dân bị bong chóc gạch ốp lát người dân các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung cảm nhận được dư chấn, rung lắc. Trong vòng khoảng hơn 100 năm, từ năm 1903 đến 2020, khu vực huyện Con Plong chỉ ghi nhận khoảng 33 trận động đất có độ lớn từ 2,5 độ Richter trở lên. Đến giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 đã xảy ra gần 200 trận động đất. Mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Chiêu, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Nam Định bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực ven biển thuộc huyện Giao Thủy, Nam Định, thu giữ số lượng lớn cát. Trước đó, đêm ngày 6 tháng 10, Tổ công tác của Thủy đoàn 1 bí mật làm nhiệm vụ tại khu vực Cửa Ba Lạt, xã Giao Thủy, huyện Giao Thủy, phát hiện phương tiện đang hút cát dưới biển lên hai khoang chứa hàng. Vị trí phương tiện đang khai thác cát, cách điểm gần nhất của khu vực mỏ được cấp phép là 375m. Qua kiểm tra, trên phương tiện có 5 người gồm Trần Văn M, sinh năm 1981, thuyền trưởng, Đào Trọng T, sinh năm 1988, vận hành máy tàu, Trần Văn M, sinh năm 1989, Mạc Văn D, sinh năm 1989 và Mạc Văn S, sinh năm 1991. Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện khác cũng có 5 người đang khai thác cát bằng hình thức kéo rùa lên hai khoang chở hàng. Vị trí phương tiện thứ hai đang khai thác cát, cách điểm gần nhất của khu vực mỏ được cấp phép là 2.615 m Kiểm tra tại chỗ, trên phương tiện có khoảng 300 m khối cát. Không lâu sau đó, tổ công tác phát hiện thêm 3 phương tiện hút cát trái phép lên khoang chứa. Tổ công tác Thủy đoàn 1 đã yêu cầu các phương tiện dừng hoạt động, lập biên bản vụ việc, biên bản xác định vị trí và đo đạc, lấy mẫu, đồng thời lấy lời khai của những người có liên quan, củng cố hồ sơ ban đầu và hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, trên các trang fanpage phản động, chống phá ở hải ngoại như Tổ chức Khủng bố Việt Tân, Chân Trời Mới Media, Người Thượng Vì Công Lý, các hãng truyền thông hải ngoại định kiến với Việt Nam như VOA, RFA, RFI, xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đối tượng. Y e Quynh bờ đáp, sau khi đối tượng này đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử vắng mặt với tội danh khủng bố. Song trái với những gì mà Y e Quynh bờ đáp gây ra, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị lại tô vẽ đối tượng này trở thành người hùng. Khi Y e Quynh bờ đáp, bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ, đã có những tổ chức đội lốt dân chủ nhân quyền như Ân xá quốc tế, theo dõi nhân quyền, HRW, Liên Minh xã hội dân sự toàn cầu, CIVICUS, một số thành phần mang danh nghị sĩ, dân biểu, tân bốc tội phạm khủng bố đáp e. là người can đảm, người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, người vì đồng bào dân tộc thiểu số, bất chấp các quy định của luật pháp quốc tế về phòng chống khủng bố, họ ra sức kêu gọi cơ quan chức năng không dẫn độ đối tượng về Việt Nam, thúc giục đòi trả tự do cho đáp e ngày 1 tháng 8 năm 2024, Tòa án hình sự Bangkok, Thái Lan đã mở phiên xử dẫn độ đối với Y Quynh Đáp. Các thế lực thù địch lên tiếng phản đối tòa, cho rằng Y Quynh Bơ Đáp phải được trả tự do. Bất chấp thực tế trước đó, ngày 31 tháng 7, báo Bangkok Post dẫn lời ông Chai Wacharunke, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan khẳng định, chính phủ Thái Lan sẽ không can thiệp vào tiến trình tố tụng liên quan đến đối tượng Y Quynh Đáp. Đây là sự khẳng định quan điểm rõ ràng trước những đòi hỏi vô lý của những tổ chức cá nhân mượn danh dân chủ, nhân quyền để đồng lõa với tội phạm. Gần đây sau khi có thông tin về việc ngày 30 tháng 9 năm 2024, tòa án Thái Lan quyết định dẫn độ Y Kwang Đáp, thì các nhóm mượn danh nhân quyền lại dở trò lên tiếng phản đối phán quyết của tòa án Thái Lan. Theo đó, tổ chức Quỹ nhân quyền HRF kêu gọi Thái Lan trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Y Kwang Tổ chức Đoàn kết Công giáo toàn cầu CSW kêu gọi chính phủ Thái không thực thi lệnh dẫn độ ông về Việt Nam. Tổ chức Người thượng vì công lý (MSFG) cực lực phản đối quyết định của tòa án hình sự Bangkok về việc dẫn độ ông Y Kwang theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. Trên trang mạng xã hội của Việt Tân, Chân trời mới Media, các hãng truyền thông hải ngoại thiếu thiện trí tỏ vẻ kêu oan, khóc mướn cho Y Kwang Họ loan tin các nhóm nhân quyền kêu gọi chính quyền Thái Lan không thi hành việc dẫn độ nhà hoạt động Y Quynh Bơ Đáp về Việt Nam sau khi ông bị Tòa hình sự Bangkok ra phán quyết dẫn độ theo yêu cầu của Hà Nội. Những cáo buộc đòi hỏi về việc không dẫn độ và trả tự do cho Y Quynh Bơ Đáp bất chấp luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh quốc gia mà các tổ chức cá nhân chống phá, thù địch đưa ra là không thể chấp nhận. Đây là những đòi hỏi phi lý, vô căn cứ. Mục đích của các thế lực thù địch nhằm cổ suý cho tội phạm khủng bố đồng thời ca ngợi tán dương các hành vi khủng bố chống phá Việt Nam. Chiều 7 tháng 10, tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi: "Hiện nay giá nhà ở một số thành phố lớn đang tăng đột biến, ảo, cho dù thị trường giao dịch chưa thật sự sôi động. Vậy giải pháp nào để đưa bất động sản về đúng giá trị thật, tránh bong bóng bất động sản và người có nhu cầu có thể mua được?" Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết: có ba nguyên nhân dẫn đến giá nhà tăng cao, trong đó có sự lệch pha cung cầu thổi giá, đẩy giá lên cao, như thời gian qua có việc đấu giá đẩy cao lên rồi bỏ cọc như báo chí đưa tin. Ngoài ra còn có nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng cao. Để kịp thời chấn chỉnh hiện trạng bỏ cọc trong đấu giá quyền sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện với các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh và cơ quan liên quan. Ông Hùng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản về việc phân tích cơ cấu giá thành, giá bán, nguyên nhân tăng giá bất động sản và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm giá nhà ở, đất ở và ổn định thị trường bất động sản. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong đó bộ xây dựng đã đề xuất các giải pháp cũng như kiến nghị các bộ ngành các tỉnh thành triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể trước tiên phải thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ tại công điện của thủ tướng đồng thời địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến các dự án chủ đầu tư đơn vị môi giới có hiện tượng thổi giá trục lợi có biện pháp ngăn ngừa xử lý các hành vi vi phạm nếu có Bộ Xây dựng cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, giải phóng mặt bằng, xác định tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, nhằm cân bằng cung cầu tại một số thành phố lớn, đặc biệt như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các tỉnh thành phố phải thường xuyên tổ chức công bố, công khai thông tin về thị trường bất động sản, các chương trình kế hoạch phát triển khu đô thị, nhà ở, các dự án bất động sản được phê duyệt. Theo ông Hùng, điều này nhằm đáp ứng điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng gian lận, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý, nhằm hạn chế rủi ro về giá và pháp lý cho người mua. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền, ban hành chính sách thu thuế phù hợp nhằm hạn chế tình trạng nhà đất đã được mua bán nhưng bỏ hoang, không sử dụng gây lãng phí nguồn lực xã hội. Vừa qua, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, chuyển cơ quan công an xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với đề nghị của tập đoàn Lộc Trời, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhận được công văn 312 ngày 12 tháng 9 của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Nội dung công văn này đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Duy Thuận, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời đã có hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của tập đoàn này. Trước đó ngày 24 tháng 7 Tập đoàn Lộc Trời cũng đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thu hồi thẻ APEC và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Duy Thuận vì cho rằng ông có thái độ né tránh, thiếu hợp tác trong việc bàn giao và có dấu hiệu tìm cách xuất cảnh ra nước ngoài để thoái thác trách nhiệm. Theo thông tin trước đó, Tập đoàn Lộc Trời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận từ ngày 15 tháng 7 Ông Huỳnh Văn Thòn, chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời điều hành hoạt động của doanh nghiệp cho tới khi bổ nhiệm lãnh đạo mới. Được biết, tập đoàn Lộc Trời là công ty cổ phần với hơn 24% vốn nhà nước, tiền thân là công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Thời gian qua, Lộc Trời gặp một số khó khăn về dòng tiền, thậm chí phải nợ nông dân một số tỉnh miền Tây tiền thu mua lúa. Tập đoàn này cũng gây phản ứng khi bỏ giá thấp hơn thị trường và thấp hơn giá chào mua của Indonesia để chúng hợp đồng cung ứng 100.000 tấn gạo cho nước này. Mới đây, khi nhiều người còn chưa hết sửng sốt khi hồ lơ lửng được khám phá thì tại phong nhà kẻ bàng tiếp tục phát hiện một cấu trúc hồ hoàn toàn mới. Theo đó, đoàn thám hiểm của Zugos Bosch Công ty du lịch mạo hiểm khai thác một số tour khám phá hang động tại Quảng Bình, vô tình phát hiện một hồ nước lạ nằm gần cửa hang thung thuộc hệ thống Hung Thòng, cách hồ treo khoảng 1 km. Ông Lê Lưu Dũng, giám đốc Jungle Boss cho biết, qua khảo sát sơ bộ, đội ngũ thám hiểm ghi nhận khoảng cách từ bề mặt đến đáy hồ có chiều dài hơn 12 sải tay, tương đương với gần 18 mét. Một độ sâu không tưởng đối với một hồ có diện tích mặt nước nhỏ ban đầu chúng tôi không quá để ý đến vùng đất trũng chứa nước này vì diện tích nhỏ. Tuy nhiên khi xuống bơi, đoàn nhận thấy phía dưới đáy có dạng hàm ếch. Sau đó dùng dây cước buộc móc khóa inox và đầu dây để bắt đầu thả xuống đo. Chúng tôi bất ngờ vì hồ cực kỳ sâu, sâu hơn mực nước của dòng sông chính của hang thung. Ông Dũng nói. Theo đó, miệng hồ chỉ rộng khoảng 10 mét, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều bùn đất, màu nước trong xanh và yên tĩnh. Điểm đáng chú ý là nhiệt độ nước và độ sâu bên cạnh mức sâu bất thường, hồ còn có nhiệt độ rơi vào khoảng 16 độ C, lạnh hơn rất nhiều so với các hồ nước khác ở hang thung giao động 18 đến 20 độ C. Đại diện Jungle Boss nhận định hồ nước có thể là điểm nối đến một hệ thống hang động ngầm khác trong hang thung và mở ra một hang động rất lớn ở tầng đáy. Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết ban đầu, cần phải có nhiều chuyến thám hiểm cùng nhiều trang thiết bị để khảo sát thêm. Ngoài hồ nước bí ẩn chưa được đặt tên này, hồi tháng 5, đội thám hiểm còn phát hiện hồ lơ lửng cách cửa hang thung 1km. Điểm đặc biệt của hồ nước là vị trí nằm cao hơn nhánh sông Ngầm Chính trong hang khoảng 15m như được treo trên vách hang. Theo ông Dũng, đáy của hồ này vẫn còn là một ẩn số, mặc dù dòng nước trong vắt có thể nhìn xuyên thấu. Ước tính ở thời điểm hiện tại, hồ lơ lửng sâu khoảng 7-8m. Đơn vị dự định sẽ đưa khu vực này vào khai thác du lịch nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bến Tre phát lệnh truy bắt Trần Hoàng Dũng, sinh năm 1999, trú tại xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, sau vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại khu phố 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mới đây, công an tỉnh Kiên Giang thông báo đã bắt giữ Dũng với cáo buộc tội giết người. Nạn nhân là bà UTN, 62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, bị phát hiện trong tình trạng tay chân và miệng bị cuốn băng keo. Sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai tuần tra khép kín trên các tuyến đường và phối hợp kiểm tra các cơ sở lưu trú, đồng thời lực lượng chức năng tổ chức các nhóm trinh sát để xác minh thông tin và truy tìm đối tượng. Đến khoảng 0 giờ ngày 6 tháng 10, công an phát hiện Trần Hoàng Dũng ẩn náu tại một căn nhà trọ trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ đối tượng ngay tại hiện trường. Qua khám xét, công an thu giữ một số tăng vật liên quan đến vụ án, bao gồm cả xe gắn máy. Hiện công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao Dũng cùng tăng vật và phương tiện cho công an tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 7 tháng 10, người dân chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe mô tô chuyên dụng bật còi hú chở một trẻ bị thương nặng đi cấp cứu. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi hành động đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo tìm hiểu được biết, vụ việc xảy ra vào chiều muộn ngày 5 tháng 10 trên tuyến quốc lộ 13 Bình Dương. Thời điểm trên, tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13 đến đoạn thuộc phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. Tổ cảnh sát giao thông phát hiện một người đàn ông chở phía sau một người phụ nữ ôm một cháu đang khóc rất nhiều, toàn thân dỉ máu. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy tới hỏi thăm thì được biết cháu trai tên NHT, một tuổi, ngụ tại phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mới bị bỏng nước sôi, đang được gia đình trở đi bệnh viện cấp cứu. Thời điểm chiều muộn là giờ cao điểm, mật độ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 13 rất đông. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã quyết định dùng mô tô chuyên dụng bật còi hú chở cháu đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để nhanh chóng được cấp cứu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên cháu đã qua cơn nguy kịch. Theo tìm hiểu, người chở cháu đi cấp cứu là đại úy Huỳnh Dương Trà, hiện đang công tác tại trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương. Đại úy Trà chia sẻ: "Đây không phải là lần đầu anh hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu." trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện có trường hợp cần hỗ trợ, để cứu người anh không chần chừ mà đưa ra quyết định ngay. Thời gian vừa qua đã có hàng trăm hộ dân tại tòa trung cư A7-A8 Vạn Mỹ hối hả thu dọn tài sản đồ đạc có giá trị để di rời tới nơi ở tạm được chính quyền bố trí để sớm ổn định cuộc sống. Nhiều cán bộ phường hỗ trợ người dân thống kê kiểm đếm tài sản đồ đạc, còn lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ di rời tài sản cho người dân đến nơi ở tạm. Sau bão số 3, tòa chung cư cũ A7, A8, Vạn Mỹ cao 5 tầng thuộc phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bị nghiêng, hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực đến tường tre, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Thành phố đã bố trí nơi ở tạm, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Là một trong những hộ thuộc diện di rời đầu tiên, bà Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ, gia đình bà ở trung cư A7 Vạn Mỹ hơn 20 năm qua luôn nơm nớ nớp vì căn hộ bà ở trung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, cấp độ D, nhiều mảng tường vỡ, bong chóc, lộ cốt thép thấm rột, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài từ nhà này sang nhà khác. Mỗi khi bão lớn, gia đình bà và hàng xóm lại được cơ quan chức năng di rời sơ tán. Một hộ dân khác cũng từng sống hàng chục năm ở tòa nhà A8 chia sẻ, sau bão gia đình bà được cơ quan chức năng bố trí ở tạm tại tầng 24 tòa HH1 Đồng Quốc Bình, rộng 49 m2 ở trung tâm thành phố với đầy đủ tiện ích. Ông Lê Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thông tin, trước thời điểm bão số 3 đổ bộ, quận và các đơn vị liên ngành đánh giá tòa A7 A8 và dãy chung cư 5 tầng Vạn Mỹ không an toàn do đã xuống cấp nghiêm trọng cấp đề, Do đó, quận đề xuất sơ tán hàng nghìn người dân khu trung cư này tới nơi tạm lánh tránh bão. Sau bão, tòa A7 bị nghiêng, hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực đến tường tre, có nguy cơ đổ sập rất nguy hiểm. Do đó, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng đề xuất và thành phố quyết định di rời bố trí khẩn cấp cho 200 hộ dân tại hai tòa trung cư A7-A8 về tạm trú ở các khu trung cư 5 tầng canh dương, khúc thử dụ và các khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình. Đối với các hộ dân tự lo chỗ tạm cư, thành phố sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ mỗi tháng để họ ổn định nơi ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền cho biết, tòa trung cư A7-A8 Vạn Mỹ hiện có 303 hộ dân sinh sống, phải di chuyển khẩn cấp. Đến nay, 110 hộ đã được bố trí tạm trú tại các căn hộ HH1 Đồng Quốc Bình. 84 hộ được bố trí tạm lánh tại trung cư Phường Canh Dương. Đối với các hộ còn lại, quận Ngô Quyền đang tiếp tục bố trí nơi ở cho người dân. Chuyên gia cho biết, các chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960-1970, phần lớn đã xuống cấp không đủ điều kiện để người dân ở. Các tòa chung cư cũ chủ yếu có kết cấu xây dựng bằng gạch, nguồn vật liệu thời điểm đó không được tốt như bây giờ. Đến nay, các tòa chung cư này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thành Hưng, giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, hiện toàn thành phố có 205 chung cư cũ xuống cấp, trong đó 97 chung cư ở mức nguy hiểm cấp D. Những năm gần đây, địa phương đã phá 22 tòa, còn lại 75 tòa trung cư cũ với hơn 2.600 hộ dân sinh sống. Thành phố đã có chủ trương ngừng sử dụng, tổ chức di rời và sơ tán các hộ dân khỏi các trung cư nguy hiểm cấp D. Theo thông tin mới nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, mã chứng khoán SCB vừa thông báo bán thanh lý 17 chiếc xe ô tô thương hiệu Mitsubishi Pajero được dùng để trở tiền. Hình thức bán là riêng lẻ từng xe, mẫu xe cũ nhất được sản xuất từ năm 2004 và mới nhất được sản xuất vào năm 2008. Giá khởi điểm của mỗi chiếc dao động từ 86 đến 148 triệu đồng. Số lượng xe trên được tổ chức bán thanh lý bằng hình thức trào giá kín, bỏ vào phong bì, dán niêm phong, một xe tham gia trên một phong bì để hội đồng thanh lý tài sản tại hội sở họp, mở thư trào giá, chọn cá nhân, tổ chức có giá trào mua cao nhất. SCB sẽ quyết định bên mua dựa theo mức trào giá. Mức giá trúng thầu là mức giá quy định không thấp hơn mức giá sàn làm giá khởi điểm để trào giá. Giá trúng thầu là giá đã bao gồm thuế VAT, trong đó SCB chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Tất cả chi phí liên quan còn lại như các khoản phí, lệ phí thuế do bên mua trúng thầu chịu trách nhiệm chi trả. Bên mua sẽ tự thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên theo quy định. Vào tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn từng thông báo bán thanh lý 23 xe ô tô chuyên dùng. Tất cả xe này đều mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh, có năm sản xuất từ năm 2004 đến 2008. Giá bán thanh lý khởi điểm tại thời điểm đó là từ 106,92 triệu đồng đến 220,32 triệu đồng. Trước đó vào đầu năm nay, SCB đã thanh lý lô 23 ô tô chuyên dụng dùng để trả tiền. Lô xe thanh lý gồm 17 xe ô tô Mitsubishi Pajero và 6 ô tô Hyundai Starex từng được SCB dùng để trả tiền. Tất cả đều mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký trong giai đoạn 2004 đến 2011. Động thái liên tục thanh lý xe chở tiền của SCB diễn ra sau khi ngân hàng này đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch. Tính từ tháng 6 năm 2023 đến nay, SCB đã giải thể 136 phòng giao dịch trên cả nước, gồm 72 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và 64 phòng giao dịch tại các tỉnh thành khác. SCB khẳng định việc chấm dứt hoạt động của các phòng giao dịch nói trên không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch khác của ngân hàng SCB. Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt đối với SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Ngày 7 tháng 10, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về nhóm phụ nữ dàn hàng ngang trên đường tránh buôn hồ để quay video, chụp ảnh, gây mất an toàn giao thông. Hiện đơn vị đang xác minh để xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài gần một phút ghi lại cảnh 9 người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, nắm tay nhau dàn hàng ngang trên đường tránh buôn hồ để quay clip chụp ảnh, gây xôn xao dư luận. Ban đầu, đoạn clip được đăng tải trên trang cá nhân của một phụ nữ làm nghề spa. Sau đó, clip được một số diễn đàn đăng tải lại và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên diễn đàn, một ý kiến bình luận cho rằng trong clip có xe tải đi phía sau, nhưng nhóm phụ nữ lại bảo lựa lúc không có xe để quay clip vì cảnh đẹp. Một ý kiến khác cho rằng con đường này khá nguy hiểm, mấy chị lại đùa với bản thân mình rồi. Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây, thị xã Buôn Hồ, có chiều dài 26 km, bắt đầu từ xã Pongdrang, huyện Cờ Rông Búc và kết thúc tại xã Cuô Đăng, huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019. Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Gần đây nhất, vào 20h15 ngày 6 tháng 8, trên tuyến đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua xã Ea Drân, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắc, đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Thời gian vừa qua, giữa những thông tin đau thương do cơn bão số 3 gây ra, đã xuất hiện câu chuyện về nghị lực sống phi thường của một chú chó ở Yên Bái, không may bị vùi lấp trong căn nhà sập do bão số 3. Được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động do tài khoản HL chia sẻ. Kèm theo đó là hình ảnh chú chó toàn thân lấm lem, bị vùi sâu trong lớp bùn đất nhão, chỉ có chiếc đầu nhô cao. Xung quanh khu vực chú chó mắc kẹt cũng là những mảnh gỗ từ ngôi nhà sập nằm ngổn ngang. Ngay sau khi câu chuyện về chú chó may mắn sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát được chia sẻ, đã khiến cộng đồng mạng khâm phục. Nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng gia đình khi tìm lại được một thành viên đặc biệt. Theo chị Hát, chú chó tên Mickey đã sống trong căn nhà của mẹ chồng và em chồng chị hơn một năm. Chú chó thông minh, ngoan ngoãn nên được gia đình đặc biệt quý mến. Đêm 9 tháng 9, siêu bão Iagi đổ bộ kéo theo trận sạt lở kinh hoàng khiến ngôi nhà của mẹ chồng chị sụp đổ hoàn toàn mẹ chồng và em chồng chị đã không qua khỏi. Sau 20 giờ đại nạn xảy ra, đội cứu hộ mới đưa được mẹ và em tôi ra ngoài an táng. Căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát, chẳng còn chút sự sống nào. Chị hát kể, cơn bão qua đi, người dân ở khu đó phải di rời, sống cách nhà mẹ khoảng 3 km. Thi thoảng chồng chị sang nhà dọn dẹp nhưng không hề nghe thấy tiếng chó sủa. Trước đó khi đến chuồng chó kiểm tra, chồng chị chỉ thấy chiếc xích bị đứt rời, nên nghĩ có thể chú chó đã kịp chạy lên đồi thoát nạn. Ngày 18 tháng 9, tròn 9 ngày căn nhà bị sập, một người hàng xóm gọi cho chồng chị, nói thi thoảng nghe thấy bên nhà có tiếng chó kêu. Chồng chị vội vã chạy sang, cùng người hàng xóm đó đào bới, tìm kiếm, và cuối cùng phát hiện chú chó trong đống bùn đất cách chuồng khoảng vài mét. Chồng tôi mừng rỡ vì đã tìm thấy, cứu sống được kỷ niệm cuối cùng của mẹ và em trai. Chị hát kể. Gia đình chị Hát cũng đã đem cơm để sẵn đó cũng không thấy Mickey về ăn. Thật may mắn, sau đó chú chó đã được cả gia đình phát hiện kịp thời và cứu sống. Có lẽ hy vọng sống mãnh liệt đã giúp chú chó chống chọi với cơn đói khát trong suốt 9 ngày liên tiếp để chờ được giải cứu. Lan tỏa câu chuyện này lên mạng xã hội, chị Hát nhắn nhủ, dù khó khăn đến mấy, hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, bởi chắc chắn ngày mai tươi sáng vẫn đang chờ đợi chúng ta.